Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì có 35 người vào này. Mọi người đợi thêm mấy phút nữa để có một số người vào muộn hơn chút. Mọi người nghe có rõ không? Dạ rõ thầy ạ, em nhờ thầy. Tuần này thì có lịch giảng cả tuần đấy. Ngày mai thầy Văn thầy giảng, thứ năm thì chiều thứ năm tôi giảng, còn chiều thứ sáu thì bác sĩ Hoàng Thanh Tùng sẽ giảng cái bài OCT bản phần trước với lại OCT trong cái bệnh glaucoma. Ngày mai thầy Văn thầy giảng, chiều mai chắc là 2 giờ.
Chắc mọi người vào cũng tương đối đủ rồi. Thì xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi trình bày với các anh chị cái bài chụp mạch huỳnh quang OCT. Xin lỗi, chụp mạch OCT hay có tiếng Anh gọi là OCT angiography và viết tắt là OCTA. Thì cái đây có một cái câu hỏi trước khi vào bài này. Tất cả các câu sau nói về OCTA đều đúng ngoại trừ câu A là phát hiện được lỗ dò qua biểu mô sắc tố trong bể hắc võng mạc trung tâm thanh dịch. Câu B, OCTA có thể phát hiện được tân mạch hắc mạc trong bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch mãn tính. Câu C, OCTA có thể phát hiện được tân mạch ẩn trong bệnh thoái hóa niệm tuổi già. Và câu D là OCTA có thể phát hiện tân mạch trong bệnh võng mạc đái tháo đường. Thì đây mọi người xem trong những cái câu này là câu nào không đúng ABCD. Mọi người dành một phút trả lời câu này xem. Mọi người đánh trả lời vào cái phần chat ấy. Trong cái phần chat ấy. Thì tôi thấy mọi người đều trả lời được là cái câu A là cái đáp án. Thì trong cái OCTA thì cái OCTA nó có thể phát hiện những cái tân mạch hắc mạc trong bệnh hắc võng trung tâm thanh dịch hoặc trong bệnh thoái hóa niệm tuổi già hoặc là trong bệnh võng mạc đái tháo đường. Nói chung là những cái mạch máu mà nó có dòng chảy trong ấy, thì là nó có thể phát hiện ra. Còn những cái mà lỗ dò có biểu mô sắc tố ấy, thì nó chỉ có dịch không ấy, nó không có hồng cầu, nó di chuyển qua thì OCD nó không phát hiện được. Thì đáp án đúng là câu A. Thì ở đây mọi người 100% câu trả lời đều là câu A. Thế mọi người cũng nắm được cái này. Tiếp theo này. Nói sơ qua về cái lịch sử một chút là cái OCTA thì được cái bác sĩ David Hoang và ông James Fujimoto và các cái cộng sự mô tả là sử dụng ở trên đáy mắt lần đầu tiên vào năm 2014 và cái kỹ thuật này dần dần nó phát triển và những cái đời máy mới hơn ấy, thì cái công nghệ tốt hơn và cái tốc độ quét của OCT nó nhanh hơn, do đó là sẽ cho được cái chất lượng hình ảnh nó tốt hơn. OCTA thì nó là cái kỹ thuật tương đối mới và không xâm lấn, cho phép đánh giá được hệ mạch võng mạc, võng mạc, hắc võng mạc theo từng lớp. Đối với chụp mạch huỳnh quang thì mình chỉ phân biệt các cái lớp nó đi qua từng thì một thôi, nhưng mà ở trên OCTA thì nó phân tích được tách ra từng lớp một của từng lớp mạch máu một của hệ mạch võng mạc và hắc mạc. Thì cái nguyên lý chính của cái OCTA là nó sẽ dựng lại hình ảnh trục mạch qua phân tích bất tương quan tách quang phổ biến độ. Nghe từ này nó hơi dài và nó khó hiểu. Cái tiếng Anh nó gọi là split spectrum amplitude decorrelation angiography. Thì nói nôm na là cái OCT, khi chụp OCT nó dựa vào cái thay đổi quang phổ khi mà cái máy OCT nó sử dụng. Nó có hai loại OCTA, một là loại SD tức là sử dụng quang phổ spectrum SD OCT đấy. Còn cái loại thứ hai là loại SS OCT là quét OCT quét. Thì hiện tại nó có cả hai loại máy đấy. Thì nói chung là cả hai loại máy thì nó đều dùng cái tia laser
dùng cái tia laser nó bước sóng dài, nó không có hại cho mắt, và khi nó quét, khi cái máy nó chiếu chùm tia laser vào trong mắt ấy, vào trong mắt thì nó sẽ có hai chùm, một chùm ban đầu nó tách ra, một chùm đi vào mắt, còn một chùm đi vào nó tách ra để máy nó so sánh, thì cái chùm vào mắt nó sẽ phản xạ ngược trở lại, thì nó so sánh những cái phần ánh sáng laser nó phản ngược trở lại máy so với cái chùm tia ban đầu để phân tích cái sự khác biệt và đưa ra hình ảnh. Thì đấy là OCT, cái nguyên lý bình thường của OCT là như thế. Trong OCTA, thì cái chụp nó sẽ chụp cắt lớp độ phân giải cao ở một vị trí, là nó chụp nhiều lát cắt. Ở đây ví dụ như là thông thường đây ở trên cái máy OCT của hãng Kansai, thì ví dụ ở một vị trí là nó chụp 4 lát cắt này. Thì mọi người biết là ở cùng một vị trí, nếu mà mình cứ chụp mãi vào cái những cái lát cắt đấy thì là cái hình ảnh nó giống hệt nhau, tại vì cái giải phẫu nó giống nhau, nó không thay đổi. Và nếu mà quét cùng một vị trí thì cái hình ảnh nó giống hệt nhau. Tuy nhiên là chỉ cần nó chỉ thay đổi ở những cái chỗ có mạch máu ấy. Tại vì trong cái mạch máu là nó có cái dòng chảy và nó có hồng cầu. Khi mà hồng cầu nó chạy qua thì nó làm thay đổi cái độ tương phản, nó là motion contrast, và thay đổi cái độ tương phản, tại vì cái hồng cầu nó, cái quang phổ của nó khác. Khi mà nó chạy nó làm thay đổi quang phổ ở cái tiết diện mà tương ứng với mạch máu ấy. Thì khi mà cái máy OCT nó chụp nhiều lát cắt qua cùng một vị trí, xong nó so sánh, giữa lát cắt trước và lát cắt sau ở cùng cái vị trí đó để nó tìm ra cái sự bất tương quan, thì cái sự bất tương quan đấy nó xảy ra ở cái vị trí mạch máu, nơi mà có dòng chảy, có hồng cầu nó chảy qua đấy, có hồng cầu nó di chuyển trong mạch máu, thì ta các cái tín hiệu nó so sánh tìm ra cái sự khác biệt giữa cái lát cắt đấy và cái phần mềm của máy tính nó sẽ xử lý và nó dựng lên cái hình ảnh mạch máu. Thì như cái hình đây, chụp nhiều lát cắt ở cùng một vị trí đây, xong đó là nó so sánh. Đây ví dụ chụp 4 lát cắt ở cùng vị trí, xong nó so sánh thì em thấy là những cái thay đổi quang phổ ở những cái vị trí mạch máu ở cái hình, ví dụ bên tay trái này là 4 lát cắt ở cùng vị trí này, xong nó dựng lên một cái ảnh đây, thì cái ảnh ở giữa ấy, mọi người thấy là nó có những cái chỗ nó màu đỏ đấy, có những cái chỗ màu đỏ, tức là những cái chỗ đấy nó có sự khác biệt và giữa lát cắt trước và lát cắt sau, và phần mềm nó nhận biết đấy là cái vị trí của mạch máu, xong từ những cái lát cắt này nó lại tổng hợp và nó dựng lên được cái hình mạng mạch của võng mạc đấy. Đấy, mạng mạch của võng mạc. Các vùng khảo sát trên OCTA thì đây là giao diện dịch kính võng mạc này. Cái phân tích này nó tách ra từng lớp. Đây ví dụ đây là giao diện dịch kính võng mạc. Ở giao diện dịch kính võng mạc thì nó không có mạch máu, nó không có mạch máu, bình thường nó không có mạch máu nên chỉ do đó là cái hình ảnh. Nó không mạch máu đấy. Mọi người thấy là giữa hai cái đường đỏ này là cái vùng OCT nó khảo sát và nó hiện ra cái hình ảnh ở đây. Ở cái này là cái giao diện dịch kính võng mạc, bình thường nó không có mạch máu, do đó là hình ảnh của nó tối. Sau đó là đến đến cái võng mạc đây. Võng mạc thì về tổng thể là khảo sát giữa hai cái đường đỏ này, từ giữa màng ngăn trong cho đến chỗ lớp biểu mô sắc tố đây đấy, thì nó dựng lên cái hình ảnh mạch máu và mạch đông và mạch sâu tổng hợp, thì nó giống như này. Thì sau đó thì nó cái phần mềm nó tách được ra cái mạng mạch nông riêng và mạch sâu riêng, thì ở những slide sau tôi sẽ chỉ cho anh chị. Tiếp theo là hình ảnh của cái lớp mao mạch hắc mạc. Đây ở giữa thực tế nó có hai cái đường đỏ, nhưng hai cái đường đỏ này nó rất gần nhau, thì mọi người thấy trông nó chỉ giống như là có một cái đường đỏ về phía bên dưới thôi, nhưng mà ở đây là nó có cái chiều dày của cái khảo sát của cái mạng mao mạch hắc mạc này nó khoảng 20 micromet,
đấy, nó rất là mỏng, hai cái đường này trông nó rất là sát nhau nên mọi người nhìn cái hình ảnh này nó không được nét lắm, cảm tưởng như có một đường đỏ nhưng thực tế là có hai đường cách nhau 20 micromet. Và đây là hang mạc, đây là hình ảnh của màng mạch hang mạc. Thì cái mao mạch của hang mạc và cái màng mạch sâu của hang mạc ấy, thì nó không rõ những cái hình ảnh mạch máu như của võng mạc, tại vì nó ở dưới biểu mô sắc tố, nó dưới biểu mô sắc tố, và những cái mạch máu của hang mạc nó rất nhiều và nó dày đặc. Mao mạch hang mạc ấy, nó rất nhiều, nó dày đặc và nó dưới biểu mô sắc tố nên tín hiệu nó kém, và trên hình ảnh nó chỉ giống nó chỉ thấy là những cái chấm sáng chấm tối như này thôi. Còn ở cái màng mà mạch hang mạc nó sâu hơn ấy, thì những cái chấm này nó to hơn. Còn nếu mà cái máy mà chụp SS chụp quét ấy, chụp công nghệ quét swept soi thì nó đánh giá được cái lớp màng mạch của hang mạc nó rõ hơn, tại vì cái bước sóng nó dài, nó cắt được sâu hơn qua biểu mô sắc tố. Đây là giao diện dịch kính võng mạc này. Bây giờ đi vào chi tiết từng cái lớp, thì cái giao diện dịch kính võng mạc ở trên cái máy OCT của Kansai thì người ta tính cái giới hạn là 300, giới hạn trong là cái đường đỏ bên trong này, này về phía vùng dịch kính ấy, là cách cái màng ngăn trong là 300 micromet, inner limit 300 micromet phía trên cái màng ngăn trong. Còn cái giới hạn ngoài là chính là cái màng ngăn trong này, thì từ cái màng ngăn trong này tính vào buồng dịch kính là 300 micromet, thì tất cả những cái phần ở trên này nó sẽ hiện ở trên trên cái hình ảnh đây đấy, cái vùng nó khảo sát đây. Thì ở cái mắt bình thường ấy, ở cái hình A là mắt bình thường là nó tối đen tại vì nó không có mạch máu bất thường. Còn cái hình phía bên tay phải đây là ở giao diện dịch kính võng mạc này, nó có cái màng này và có cái màng, và cái màng này là nó có mạch máu, thì nó hiện ở trên cái hình ảnh giao diện dịch kính võng mạc là có một cái màng xương mạch đây, có một cái màng xương mạch đây. Đấy. Chứng tỏ khi mà OCTA nó hiện ra được cái hình của cái mạch đây, chứng tỏ là cái mạch máu này nó có dòng chảy. Đấy, nó có dòng chảy, nó có hồng cầu bên trong, di chuyển ở bên trong thì nó mới hiện được ra cái hình mạch máu như này. Võng mạc cảm thụ, võng mạc cảm thụ thì cái giới hạn trong là cái màng ngăn trong đấy, cái đường đỏ bên trên này phía buồng dịch kính ấy, người ta gọi là cái đường bên trong đấy, là giới hạn trong. Còn cái đường đỏ bên ngoài đấy, cái đường đỏ bên ngoài này là giới hạn ngoài, tức là 70 micromet trên màng Bruch, thì giữa hai cái đường này là cái võng mạc cảm thụ. Đấy, võng mạc cảm thụ thì ở cái hình bên tay trái này là võng mạc bình thường ở cái vùng hoàng điểm, thì mọi người thấy rõ những cái hình mao mạch của võng mạc và những cái mạch máu lớn ấy, những cái mạch máu lớn. Còn ở cái hình bên tay phải là cái đáy mắt ở một cái bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường, thì thấy là có những cái vùng nó tối, nó không có hình ảnh mạch máu. Đây chính nó tương ứng với những cái vùng thiếu máu và cái mao mạch nó bị đóng, nó không có dòng chảy, do đó thể hiện trên đây là một cái vùng tối và không thấy hình ảnh của mạch máu. Tiếp theo là hang mạc. Hang mạc thì người ta tính giới hạn từ đâu? 29 micromet dưới biểu mô sắc tố này. Giới hạn trong là phía dưới biểu mô sắc tố 29 micromet, giới hạn ngoài là dưới biểu mô sắc tố 49 micromet, thì lấy 49 trừ 29 nó cách nhau khoảng 20 đấy, và 20 micromet thì giữa hai, đây nó có hai cái đường đỏ này, hai cái đường đỏ này cách nhau là 20 micromet. Đấy, ở dưới dưới biểu mô sắc tố 29 micromet đấy. Thì ở cái hình bình thường đây là cái mạng mao mạch của hắc mạc ấy, là nó trông là những cái chấm đen trắng này thôi, không rõ hình mạch. Nhưng mà ở cái bên tay phải là một cái trường hợp bệnh nhân bị tân mạch hắc mạc, choroidal CNV, thì mọi người thấy rõ cái hình mạch máu bất thường này. Đấy, những hình mạch máu bất thường trong dịch cành cây ấy. Đấy, chứng tỏ là nó có dòng chảy và OCT nó phát hiện ra. Đấy, đây là cái mạch máu bất thường.
đấy là mô mạch của hắc mạc. Thì phân tích kỹ hơn chút về các lớp của võng mạc trên OCTA thì đây là cái ảnh màu này. Thì khi mà ở trên cái kết quả nó có cái hình ảnh của ảnh màu, ảnh màu thì nó có hai màu, một là màu đỏ và màu xanh, màu đỏ và màu xanh. Thì mọi người thấy màu đỏ trên cái này nó có cái mạch máu màu xanh và màu đỏ để nó thể hiện ở hai cái lớp bằng mạch đông và bằng mạch sâu. Đến khi phân tách ra từng lớp một thì đây là cái mạng mạch nông, superficial plexus, mạng mạch nông, và đây là cái mạng mạch sâu. Mạng mạch sâu thì nó mạch máu trong nó dày hơn, nhưng mà nó không rõ bằng mạng mạch nông, thì mạng mạch nông là tín hiệu nó tốt nhất, sau đó là mạng mạch sâu đấy, mạng mạch sâu và cái vùng vô mạch đấy. Cái vùng vô mạch là tối, nó không có mạch máu. Thì ở cái hình mã màu này, mã màu của cái mạng mạch nông và mạng mạch sâu ấy, đây tôi nói kỹ hơn chút là cái mạng mạch nông thì nó có màu đỏ, những cái mạch máu màu đỏ này là của mạng mạch nông này đấy. Còn những cái mạch máu màu xanh lá cây ấy, là của mạng mạch sâu đấy. Mạng mạch sâu ở trên này mà nếu mọi người để ý là có chữ S là superficial này, nó có hình màu đỏ này. Nếu mình quên mình cứ nhìn trên cái kết quả phân tích ấy, nó cũng có ký hiệu luôn. Cái S này nó thể hiện màu đỏ, tức là viết tắt của chữ superficial là mạng mạch đông. Còn cái D này viết tắt của mạng mạch sâu, tiếng Anh là deep vascular plexus, là mạng mạch sâu, và đây nó có hình màu xanh lá cây đấy. Còn cái A này là cái mạng mạch của cái vùng vô mạch, để cái vùng vô mạch avascular là vùng vô mạch, nó có màu xanh da trời đấy. Màu xanh da trời thì bình thường nó chỉ có hai cái màu này thôi, màu xanh lá cây và màu đỏ. Và nếu mà thấy xuất hiện ở cái bảng màu này nó có thêm màu xanh lá cây, có thêm màu xanh da trời, chứng tỏ là nó có mạch máu bất thường ở cái lớp vô mạch đấy. Đây là cái hình ảnh mô phỏng cắt lớp của giải phẫu võng mạc. Thì mọi người thấy đây là các cái mạch máu võng mạc ở bề mặt này, và khi mà cái động mạch nó cấp máu vào thì nó có hai mạng mạch, đây là mạng mạch nông đấy, nó gần ở bề mặt võng mạc hơn, và mạng mạch sâu ấy nên nó nằm ở dưới. Thì cái mạng mạch nông này nó tương ứng giữa cái lớp màng ngăn trong và cái lớp dối trong, inner plexus, IPL ở lớp dối trong đấy. Thì cái đây là mạng mạch nông. Mạng mạch nông khi mà chụp OCT thì nó sẽ có hình ảnh giống như này, và nếu mà cắt lớp là nó giữa hai cái đường đỏ đây, giữa hai cái đường đỏ này, tức là giữa cái màng ngăn trong là cái đường bên trong và cái đường bên ngoài là tương ứng với lớp dối trong, inner plexus đấy. Còn phía bên này là mạng mạch sâu, là hình ảnh của mạng mạch sâu. Thì mọi người thấy là cái trong cái mạch máu nó ngắn hơn đấy, nó từng đoạn một, nhưng mà nó cũng dày, mật độ nó cũng dày. Còn ở cái vùng giữa này không thấy hình ảnh mạch máu, nó từ cái vùng vô mạch của hố trung tâm hoàng điểm. Thì cái mạng mạch sâu này là nó khảo sát, nó nằm ở giữa cái lớp dối trong và lớp dối ngoài, outer plexiform, đấy, lớp dối ngoài, giữa lớp dối trong và lớp dối ngoài là mạng mạch sâu, đấy, mạng mạch sâu. Và trên OCTA là nó thể hiện ra như này, giữa hai cái đường đỏ này, giữa hai cái đường đỏ này, cái đường bên trong đấy là lớp dối trong, trên lớp dối trong 10 micromet, cái đường bên ngoài này này là dưới lớp dối ngoài là 10 micromet, đấy. Tóm lại là giữa lớp dối trong và lớp dối ngoài là mạng mạch sâu đấy, là mạng mạch sâu. Còn đây cái vùng vô mạch, vùng vô mạch thì tương với cái lớp nhân ngoài, outer nuclear layer, lớp nhân ngoài nhỉ? Nó nằm ở giữa lớp dối ngoài và cái lớp đây là vùng lớp nhân ngoài, nó không có mạch máu, gọi trên OCT nó tương với vùng vô mạch
Đấy, thì bình thường là cắt mà hình ảnh bình thường là nó không có mạch máu là tối đen như này. Đấy, vùng vô mạch. Thì tiếp theo là đến OCT đầu thì kinh. OCT đến OCT của võng mạc này, đến OCT của đầu thì kinh. Thì giới hạn trong là màng ngăn trong, giới hạn ngoài là lớp sợi kinh. Ở riêng cái đầu thì kinh ấy, thì đánh giá những cái mạch máu ở giữa lớp sợi và cái màng ngăn trong. Đấy, màng ngăn trong. Thì thông thường để đánh giá đầu thì kinh thì người ta dùng cái chế độ quét 3x3 và hoặc là 4,5x4,5, tức là cái kích thước của cái ô này, mỗi cạnh là 4,5 mm. Ở đây ví dụ ô như này là mỗi cạnh là 4,5 mm của cái mỗi một cái lần chụp ấy. Đây là hình ảnh của cái đầu thị kinh, đánh giá đầu thị kinh, và nó có cái chỉ số tuyến mật độ tuyến máu là nó tính bằng tỷ lệ phần trăm đây. Còn đây là chỉ số tuyến máu là 0,39. Đấy là đầu thỉnh kinh. Cái ưu điểm của phương pháp OCTA là mình chụp mạch nhưng không cần dùng thuốc hình quang, không phải tiêm thuốc, và đánh giá chính xác được hẻm mạch của các lớp võng mạc, tức là phân tách được các cái lớp màng mạch đông, màng mạch sâu, mạch máu của hắc mạc. Và cái phương pháp này chụp tương đối nhanh, có thể đánh giá được hệ mạch hắc mạc này, có thể lặp lại với độ chính xác cao. Tuy nhiên là những cái trường hợp này nó chỉ ăn nó nhanh và nó lặp lại chính xác cao chỉ với điều kiện là môi trường của mắt nó trong và bệnh nhân phối hợp tốt, bệnh nhân cố định mắt tốt. Tại vì mọi người biết là cái OCTA là nó so sánh ở cùng một vị trí giữa lát cắt trước và lát cắt sau. Do đó là cái điều kiện quan trọng này là khi chụp là bệnh nhân phải cố định mắt thật tốt. Thì cái vị trí quét giữa lần trước và lần sau ấy, nó mới đúng là có cùng một vị trí. Còn nếu mà lát cắt trước là một vị trí, lát cắt sau bệnh nhân liếc mắt lại ra vị trí khác thì cái máy nó so sánh nó sẽ không so sánh được, nó so hoặc là so sánh nó sẽ không đúng. Do đó là khi chụp ấy, thì máy các cái máy đời mới ấy, là nó có cái chế độ theo dõi chuyển động mắt, nó gọi eye tracking. Thì khi chụp OCTA là mặc định bao giờ nó bật cái chế độ eye tracking lên, để nếu mà trong khi chụp mà bệnh nhân chuyển động mắt sang bên chỗ khác ấy, thì cái máy lên nó vẫn biết được là cái vị trí mà đang quét là ở cái mốc giải phẫu nào, thì nó mới so sánh giữa lát cắt trước và lát cắt sau nó đúng. Còn một số trường hợp là môi trường đục, nó tín hiệu OCT nó kém thì nó đánh giá không chính xác, hoặc là bệnh nhân thị lực trung tâm kém, người ta không định thị được. Đấy, hoặc nhân bệnh nhân rung giật nhãn cầu, bệnh nhân Parkinson, trẻ con không phối hợp tốt, thì những cái trường hợp đấy là chụp cũng rất khó, và nhiều trường hợp là di động nhiều quá là không chụp được. Đấy, không chụp được. Cái nhược điểm ấy, thì không đánh giá được khi có môi trường đục tín hiệu kém như tôi vừa nhắc lúc nãy đấy. Nếu môi trường đục thông thường là tín hiệu nó phải từ từ 5 trở lên, tức là 6 đến 10 ấy, thì là kết quả chấp nhận được. Còn từ 5 trở xuống ấy là tín hiệu kém. Tín hiệu kém thì cái hình mạch máu nó không rõ, nó nhòe, nó không rõ hình mạch máu, đó là mình khó đánh giá được. Nếu mắt không cố định được tốt khi chụp ấy, là kết quả nó kém, hình ảnh nó nhòe và không đánh giá được. Hoặc là những cái trường hợp mà võng mạc phù nề, ví dụ như là trong trường hợp mà tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc giai đoạn nó mới này, thì võng mạc nó hay phù. Nếu mình muốn đánh giá xem là có thiếu máu hay không ấy, mà chụp OCTA mà giai đoạn nó còn phù nhiều ấy, là hình ảnh nó không được rõ lắm, đó là khó đánh giá. Hoặc là nhiều trường hợp là không chụp được, chỉ chụp được cắt lớp thôi, OCT thường thôi, và nó khó đánh giá được hẻm mạch trung biên. Thì mọi người biết là mỗi cái lát cắt, mỗi cái ô ở trong đấy thì nó có 3 chế độ. Một là chế độ 3x3 là cái kích thước của cái ô đấy là 3 mm đến 3 mm mỗi chiều, và cái kích thước nhỏ ấy thì độ phân giải nó tốt nhất và nó rõ hình mạch máu nó rõ nhất. Còn chế độ thứ hai là 6x6 hoặc là 8x8,
đấy là máy Kanzai. Còn có những cái máy đời mới hoặc là của những hãng khác, nó có thể chụp rộng hơn, rộng nhất là 12 x 12, 12 mm x 12 mm, hoặc là nó có thêm cái phần mềm là ghép các hình lại với nhau, nó chụp ở một số vị trí xong nó cho cái hình ghép lại thì cái diện tích nó sẽ to hơn chút, nhưng mà đánh giá chu biên thì vẫn không đánh giá được đấy, kể cả chỗ chụp rộng nhất mà đánh giá chu biên đấy, là tín hiệu nó kém, tín hiệu nó kém, và khi liếc ra chu biên ấy, là cái quang sai nó nhiều, tại vì cái độ cong của giác mạc rồi tín hiệu nó không được vuông góc, do đó là hình ảnh nó không được rõ và bệnh nhân cũng khó mà định thị được ở chu biên. Do đó là ở chu biên là hầu như là không đánh giá được đấy, và nó không đánh giá được sự rò rỉ của mạch máu võng mạc. Ví dụ như những cái trường hợp mà viêm màng bồ đào chẳng hạn, người ta muốn đánh giá xem là cái hàng rào máu võng mạc nó bị phá vỡ hay không, tức là nó có rò rỉ thuốc qua thành mạch hay không, thì nó không đánh giá sự rò rỉ của dịch đấy. Cái nữa là ví dụ như trong bệnh hóc võng mạc trung tâm thanh dịch chẳng hạn, thì nó có nó dò qua biểu mô sắc tố, nhưng mà cái nó chỉ có dịch nó chảy qua thôi chứ không phải hồng cầu đấy, không phải dòng chảy mạch máu, nên tín hiệu nó không đủ mạnh để nó phát hiện được cái thay đổi quang phổ ở cái vị trí lỗ dò, nó không phát hiện được lỗ dò. Đây là OCT trong một số cái trường hợp cụ thể. OCT trong bệnh hóc võng mạc trung tâm, trong bệnh tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc. Thì đây là một cái hình ảnh của bệnh nhân bị tắc nhánh tĩnh mạch trung tâm võng mạc ở nhánh thái dương dưới ở mắt mắt phải. Thì mọi người thấy là có cái vùng võng mạc ở phía dưới này. Nó cái vùng này nó không thấy hình dạng của mao mạch. Bình thường là phía trên này thấy hình dạng của mạch máu, ở phía dưới là không có, chỉ thấy những cái mạch máu lớn thôi. Thì những cái vùng này là từ những cái vùng tắc thiếu máu, đấy, mao mạch nó bị thiếu máu, nó không có dòng chảy ở trong. Thì đây là cái tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc thể thiếu máu. Đây ví dụ một trường hợp khác là bệnh nhân này bị tắc nhánh tĩnh mạch trung tâm võng mạc nhánh ở phía mũi dưới. Thì bệnh nhân này bệnh nhân tắc đã lâu rồi, thì đến khám thì tôi thấy có xuất huyết và cho chụp mạch hình quang này. Cho chụp mạch hình quang thì thấy cái vùng võng mạc ở phía mũi dưới này, ở đây bên phải ở phía mũi dưới này thiếu máu này, mạch máu nó tắc này, đến đây là nó không có dòng chảy nữa, và những cái chỗ tăng hình quang này từ với vị trí của tân mạch nó rò rỉ ra, thì đây là chụp mạch hình quang. Và cùng cái vị trí này tôi sẽ chụp OCTA để so sánh. Thì mọi người thấy là cái OCTA nó cũng phát hiện được những cái vùng thiếu máu đây. Đấy, những vùng nó không có dòng chảy trong mao mạch. Đấy, những cái vùng thiếu máu. Tuy nhiên là nó không thấy được cái sự rò rỉ của tân mạch. Đấy. Thì cái này thấy mình máu loang quang đó, nhưng mà không không biết là có phải tân mạch hay không. Nhưng mà chụp mạch hình quang ấy, thì đến cái này thì muộn, thì thấy thuốc nó dò ra ở những cái vị trí có mạch máu bất thường đấy, mới có tân mạch. Đấy là đánh giá cái thiếu máu và tân mạch. Tiếp theo đây là một cái trường hợp khác, bệnh nhân này cũng mới khám. Thì, cái mắt trái này, bệnh nhân này bị mắt trái có tiền sử tăng huyết áp, thì có bệnh nhân có bệnh võng mạc tăng huyết áp, thấy cái mạch máu nó soi thì thấy là cái nhánh mạch thái dương trên ấy, cả động mạch và tĩnh mạch nó bị tắc. Đấy, động mạch xơ cứng này, đây là nó tắc, nó không có dòng chảy trong nó. Thì cái bệnh nhân này là được chụp OCTA, thì đây là cái hình ảnh chụp OCTA 6 x 6 và ghép các ảnh này với nhau. Nếu mà một ảnh thì nó chỉ được một ô nhỏ nhỏ thôi, nhưng đây tôi chụp nhiều vị trí xong rồi ghép lại với nhau. Đây là cái phần phía mắt trái, cái phần phía thái dương này là như này là chụp là rộng nhất rồi, và ghép các hình chụp những cái này cũng rất mất công, và phải ghép vào xong rồi dùng phần mềm để ghép những cái ô lại với nhau thì nó ra như thế này. Thì thấy là ở cái vùng thái dương trên ấy, tương ứng với
cái chỗ tắc mạch trên lâm sàng này, mình nhìn thấy đây mạch máu nó hình sợi dây bạc này, nhìn thấy là cái nền này là nó trông nó phẳng và nó không được hồng như những cái chỗ khác. Thì trên chụp OCTA thấy cái vùng thiếu máu rất là rộng đấy, vùng thiếu máu này rộng này. À, chỗ này là cái quai mạch bất thường này, có hình ảnh của tân mạch ở cái đám này đấy. Thì trên OCTA là nó phát hiện ra những cái mạch máu bất thường đấy, tuy nhiên nó không thấy sự rò rỉ. Nhưng mà đối với bệnh nhân mà tắc động tĩnh mạch và thiếu máu như này, mình nhìn thấy những cái mạch như này thì đa số là tân mạch thôi, tân mạch. À, cái đoạn chỗ này nó có mạch máu bất thường này. Thì đây là cái tắc nhánh chính mạch trung tâm võng mạc thể thiếu máu. Tiếp theo là OCD trong tắc động mạch trung tâm võng mạc. Thì phương pháp này nó nhanh, không xâm lấn và biết được tình trạng thiếu máu của võng mạc. Thì cái OCT này nó cũng cung cấp đủ thông tin để chẩn đoán tắc động mạch trung tâm võng mạc. Thì bình thường ấy, nếu mà trước đây mà không có OCTA để có bằng chứng chắc chắn của tắc động mạch ấy, thì người ta phải chụp mạch huỳnh quang. Chụp mạch huỳnh quang thì thấy thuốc nó không thấm vào trong động mạch hoặc nó thấm rất chậm, đến tận thì muộn nó mới vào ở trong động mạch ấy, thì chứng tỏ là tắc. Tuy nhiên là bây giờ có OCTA thì đầu tiên là cứ cho chụp OCTA trước. Nếu mà thấy những cái hình ảnh điển hình ấy, và không thấy tưới máu, không thấy mao mạch ấy, thì chứng tỏ là có tắc, thì lúc đấy không cần chụp mạch huỳnh quang nữa. Đây ví dụ cái ca này là bệnh nhân nam 60 tuổi, mắt trái mà đột ngột, thị lực sáng tối. Thị lực sáng tối thì soi này nó dấu hiệu lâm sàng rất là điển hình của cái tác động mạch trung tâm võng mạc. Võng mạc nó phù trắng, nó không được cấp máu. Đây so sánh với mắt phải đấy, mắt phải được cấp máu nó hồng và có hoàng điểm nó sẫm hơn, cherry spot, hoàng điểm anh đào, hoàng điểm anh đào. Thì lâm sàng này thì soi rất là rõ và cũng có thể chẩn đoán được là tác động mạch trung tâm võng mạc. Tuy nhiên có những cái trường hợp, có một số trường hợp người ta cần có bằng chứng rõ ràng hoặc là liên quan đến những cái tai biến cái dùng thuốc chẳng hạn, và tiêm mờ đột ngột, ví dụ phẫu thuật sau phẫu thuật não chẳng hạn, sau phẫu thuật cuộc sống là tiêm mờ mắt đột ngột, thì muốn có bằng chứng rõ ràng ấy, thì mình cần cho chụp mạch huỳnh quang hoặc chụp OCTA. Thì cái bệnh nhân này tôi cho chụp OCTA để xem nó có hình dạng của mạch máu hay không. Thì mọi người thấy là đây là mắt phải, so sánh đây thấy hình dạng của các cái mao mạch, các cái mạch máu lớn, và cái đây là cái mật độ tưới máu ở các cái vùng đấy và cái vùng vô mạch này. Thì thấy là đây mắt phải, nhưng ở mắt trái đây mọi người thấy là cái mạc mạch nông này, superficial mạc mạch nông là không thấy hình mạch máu đấy, chứng tỏ là nó không có dòng chảy ở trong mạch máu do nó bị tắc. Đấy, mắt trái đấy thì thấy trên cái cắt lớp này thấy võng mạc nó phù này, ở những cái lớp ở phía trong nó tăng phản xạ, cái lớp ngoài nó giảm phản xạ. Thì nó đây là những cái hình ảnh rất điển hình của tác động mạch trung tâm võng mạc, OCT cắt lớp và OCT mạch cũng thế, không thấy hình mạch máu. Còn nếu mọi người nhìn vào cái mật độ mạch này nó giảm gần như bằng không luôn đấy. Ở đây so sánh với bên bình thường là 9,8, còn bên này là 0,05. Còn cái vùng vô mạch hoàng điểm là không đánh giá là thế nào. Đấy. Chứng tỏ là nó không có, nó bị tắc, mạch máu bị tắc, nó không có dòng chảy ở trong. Đây một bệnh nhân khác là tắc nhánh động mạch mi võng mạc. Thì cái bệnh nhân này thị lực có đếm ngón tay, trông soi thế này nhưng mà thị lực đếm ngón tay. Thì lúc đấy phải đánh giá xem là tại sao thị lực lại kém, thì cho chụp OCT lên thì thấy nó bị thiếu máu vùng hoàng điểm thì nó bị tắc. Thì mọi người nếu mà soi lâm sàng ấy, thấy đây cái nhánh của mạch mi võng mạc nó chia đôi ra, cái nhánh ở dưới này là nó bị tắc đấy, nó thành cái như sợi dây bạc ấy, nó sơ trắng.
nó không có dòng chảy, và bệnh nhân này cũng bị lâu rồi, và khi cho chụp mạch chụp OCTA thì thấy cái vùng hoàng điểm này, cái vùng nó sẫm này, nó tối này, nó bị thiếu máu, vùng thiếu máu trên căn lớp thì thấy cái vùng này nó mỏng hơn, võng mạc nó mỏng hơn, chứng tỏ là nó bị tắc cái nhánh động mạch mi võng mạc. Cái bệnh nhân này cũng được cho chụp mạch huỳnh quang thì mọi người thấy là cái vùng hoàng điểm này, trên OCT là cái vùng này tương ứng là nó cũng giảm huỳnh quang hơn, và cái nhánh động mạch phía dưới này, nó đến đây là tắc, nó không liên tục. Trên ảnh màu này chỗ này nó là cái giải sơ, nó giải sơ OCTA thế, ở cái chỗ đấy là nó tắc, nó không có dòng chảy nên là nó không phát hiện, nó không nhận nhận được. Mặc dù nó vẫn có hình mạch là cái giải sơ ở đây nhưng mà nó không dòng chảy nên là OCTA không nhận được. Đấy là cái hình ảnh trong tắc động mạch mi võng mạc. Tắc nhánh động mạch trung tâm võng mạc này thì đây là một cái bệnh nhân khác, tiền sử tăng huyết áp, có bệnh võng mạc tăng huyết áp và có biến chứng là mất trái là tắc nhánh động mạch trung tâm võng mạc nhánh thái dương dưới. Thì mọi người thấy đây trên cái ảnh màu này, trên cái ảnh màu này đấy, thì cái nhánh dưới này nó tắc, nó trắng này, nó không có dòng chảy ở trong. Thì đối với bệnh nhân này tôi cho chụp OCTA 6x6 và chế độ Montis là ghép vào, thì cái vùng rộng nhất là mình quan sát được này, vùng này đấy, thì toàn bộ cái đây chụp lên thì thấy là ở cái nhánh mà bị tắc này nó bị thiếu máu đấy, võng mạc nó bị thiếu máu, hoàng điểm nó có thiếu máu đây, có thiếu máu hoàng điểm đấy. Thì mình nhìn vào cái hình này để hình dung được xem là cái OCTA nó đánh giá được cái vùng nào đấy, đánh giá được cái vùng rộng nhất vùng nào. Còn cái vùng chu viên này thì nó không chụp, nó không tới đấy. Nhưng mà sơ bộ mình soi lâm sàng thấy nó mạch máu nó sơ trắng này, và từ chỗ này nó đã thiếu máu rồi, thì chứng tỏ những cái vùng ở phía bên ngoài này nó thiếu máu nhiều, nó thiếu máu nhiều. Còn nếu mà muốn đánh giá có bằng chứng của thiếu máu ở chu biên này thì cần phải chụp mạch huỳnh quang thì mới ra được dẫn chu biên. Nhưng trên cái bệnh nhân này, trên bệnh nhân tăng huyết áp cao thì không có, lúc bệnh nhân đến khám là huyết áp nó rất là cao, nó không có chỉ định chụp mạch huỳnh quang, do đó là chụp OCTA cũng thể đánh giá được cái thiếu máu, nó tắc mạch. Tiếp theo OCTA trong thoái hóa điểm tuổi già thể ướt, trong thoái hóa điểm tuổi già thể ướt thì OCTA nó có thể thấy được một số cái hình dạng của tân mạch hắc mạc, nó giống như này, hình nha này, hình nha này người ta gọi là dạng có mạch gốc ở trung tâm, tiếng Anh nó gọi Medusa. Medusa là tên của một cái nữ thần có mái tóc hình con rắn ở trong thần thoại Hy Lạp ấy. Đấy, cô này cô ấy đẹp nhưng mà cô ấy hơi quậy, do đó là bị phạt biến thành nữ thần đầu rắn và có cái mái tóc giống như là những con rắn ấy. Do đó là bác sĩ người ta chụp thấy hình ảnh này người ta đặt tên là Medusa, tức là nó có cái mạch gốc to ở trung tâm này. Sau đó là những cái nhánh mạch lớn này và những cái nhánh mạch nhỏ hơn này, và nó có cái vòng nối thông ở xung quanh đây, đấy, vòng nối thông ở xung quanh, và phía ngoài là nó có cái quầng giảm, nó có cái quầng tối, quầng tối nó có cái quầng tối. Thì cái hình Medusa này hay gặp ở những cái bệnh nhân mà thoái hóa điểm tuổi già thể ướt mới, giai đoạn hoạt tính, thì những cái vùng nối thông này chứng tỏ là nó có cái mạch máu nó còn hoạt tính này, và cái vòng tối tối này là nó thông thường là tương ứng với vùng phù, nó có dịch nó phù ở xung quanh cái vùng tân mạch, cái võng mạc nó phù, nó tạo vùng tối. Cái dạng thứ hai là dạng qua san hô, tiếng Anh nó gọi C-fan, thì nó có một cái mạch nuôi chính số 1 này, có các cái thân mạch chính này, và các cái nhánh mạch nhỏ có vòng sẫm màu xung quanh. Nên nếu có vòng sẫm màu chứng tỏ là nó võng mạc nó có phù nề ở xung quanh này. Đấy. Còn dạng C là không rõ mạch nuôi,
Có các nhánh mạch chính này và các nhánh mạch nhỏ này, và không, nó không có một cái mạch nuôi to nào rõ ràng. Còn những cái này là nó có một cái mạch gốc chính này, một cái mạch gốc chính này, không chia nhỏ đấy. Còn dạng D là dạng hình cành cây tỉa, nó giống như cành cây khô ấy. Cành cây khô thì có những cái nhánh mạch chính thôi, nhánh một nhánh gốc này, những cái mạch nhánh to này, còn không thấy những cái nhánh nhỏ. Thì thông thường là cái dạng D này hay gặp ở những cái bệnh nhân mà thoát điểm tuổi già thể ướt, đã được tiêm anti-VEGF. Tiêm một thời gian thì nó thoái triển đi, những cái mạch nhỏ thoái triển, nó chỉ còn những cái mạch gốc này thôi. Đấy, đấy là trong hóc cung mạc, trong thoát điểm tuổi già thể ướt. Đây là một cái hình ảnh của bệnh nhân tôi chụp. Thì bệnh nhân này khám là có xuất huyết ở vùng hoàng điểm này, có võng mạc phù nề này. Tôi cho chụp cắt lớp thì thấy là cũng có hình ảnh tương đối điển hình của tân mạch đấy, nó có dịch này. Ở cái vùng này phá vỡ biểu mô sắc tố này, mạch máu nó phát triển lên trên đấy, tim hai, mạch tân mạch tim hai. Thì chụp OCTA là thấy hình medusa, tức là hình đầu rắn đấy. Nó có một cái mạch gốc ở trung tâm này, nó đi nó đẩy vào những cái mạch nhánh mạch nhỏ hơn, và xung quanh nó có vòng quầng tối này, quầng tối này, cái vùng sẫm nó tối này, thì nó tương ứng với quầng phù. Ở trên cái hình ảnh màu này mọi người thấy là nó phù và nó xuất huyết này, đấy, nó tương ứng với cái vùng này. Đấy, đấy là thoáng về giả thể ướt là medusa. Đây là một cái bệnh nhân khác. Thoáng điểm tuổi già thể ướt và bệnh nhân có tiền sử là đã được tiêm anti-VEGF. Thì soi đáy mắt thì thấy nó có cái vùng sẹo sơ trắng ở trung tâm hoàng điểm này. Ở cái vùng này nó có xuất huyết đấy, nó có xuất huyết và võng mạc nó phù, nó chứng tỏ là nó có cái mạch máu mới và nó có hoạt tính. Đấy là soi ảnh màu. Và cho chụp OCTA thì thấy là tương ứng với cái vùng sẹo sơ này, nó có một số cái mạch lớn ở đây. Đấy. Còn ở cái vùng xuất huyết này là nó có những cái mạch nhỏ, nó có mạch nhỏ và nó có những cái vùng tối tối hơn này, chứng tỏ là nó có dịch, nó có phù. Đấy, có dịch có phù ở chỗ này là nó cũng có nhiều cái mạch máu nhỏ là nó hoạt tính ở đây, tức là những cái mạch máu nó mới hình thành. Đấy là cái bệnh nhân mà thể ướt mà nó hoạt tính trở lại. Đây là một bệnh nhân khác, cũng bị thoáng điểm tuổi già thể ướt. Thì cái mắt phải đây, mắt phải bệnh nhân này cho chụp OCT thường cắt lớp thì thấy nó có hình ảnh hai lớp này, double layer, thì như anh nghi ngờ là có tân mạch, nghi ngờ có tân mạch thì cho chụp OCTA vào cái vùng có hai lớp này, thì mọi người thấy là có cái hình ảnh của tương ứng với chỗ này là cái lớp võng mạc ngoài và mao mạch của hắc mạc ấy. Ở cái vùng đấy là nó có cái mạch máu bất thường này, hình ảnh mạch máu bất thường ở cái chỗ có dấu hiệu hai lớp này, này. Cái tân mạch chẩn đoán là thoáng điểm tuổi già thể ướt và có tân mạch CNV. Và cái này là nó thuộc cái dạng nó không có nhánh mạch nuôi rõ đấy. Dạng là số 3 Indistinct. Đây là một cái bệnh nhân khác và thoáng hóa điểm tuổi già thể ướt, thì OCTA nó cũng rất hữu ích trong đánh giá tân mạch trong thoáng hóa điểm tuổi già thể ướt. Thì hiện tại nếu mà có OCTA thì mình chụp luôn, chụp ưu tiên chụp OCTA chứ không cần chụp mạch huỳnh quang nữa. Tại vì nếu chụp OCTA thấy hình mạch nó rõ ràng như này thì mình chẩn đoán luôn và cho chỉ định điều trị. Còn những cái trường hợp mà bệnh nhân xuất huyết nhiều, môi trường nó đục, chụp OCTA nó không được ấy, thì lúc đấy là mình muốn xác định chắc chắn ấy, thì mình có thể chuyển sang chụp mạch huỳnh quang, còn ưu tiên chụp OCTA trước. Thì cái bệnh nhân này cũng được chẩn đoán là thoái hóa điểm tuổi già thể ướt. Ở cái hình đầu tiên này, hình bên tay trái này là lúc bệnh nhân đến khám là tháng 6. Sau đó bệnh nhân được tiêm đấy. Bệnh nhân được tiêm thì cứ một tháng tiêm xong lại theo dõi dần dần,
thì thấy nó cái hình mạch nó mờ dần đấy. Đây là đến tiêm mũi thứ 4 này, đây cái mũi thứ 3 này, thì mọi người thấy là những cái mạch máu ở phía dưới này là nó thoái triển nhiều hơn đấy, những cái mạch máu nhỏ là thoái triển bớt đi, chỉ còn những cái mạch gốc này. Và đây là sau 4 mũi, đây sau 4 mũi tiêm thấy là ở cái phần dưới này là cái mạch máu nó mờ đi hết rồi, những cái vùng mạch máu tân mạch này nó mờ, còn ở phía trên này nó còn một số cái nhánh mạch chính này. Đấy là để có giá trị theo dõi, mình đánh giá giải thích cho bệnh nhân xem là tiêm nó có tác dụng hay không đấy. Và thấy dịch thì nó bớt đi, đây hình ảnh cắt lớp này. Cái này là đầu tiên này, sau đây mũi 1 này, mũi 2, mũi 3, mũi 4 đấy. Thì mỗi lần bệnh nhân khám lại đánh giá thì thấy là cái tân mạch đang thoái triển bớt. Tiếp theo là OCTA trong tân mạch thì ông cận thị, bệnh nhân này đến là có xuất huyết, có tiền sử cận thị, xuất huyết vùng hoàng điểm, có phù, có xuất tiết nữa, thì những cái này là chứng tỏ là có vỡ hàng rào máu võng mạc và thông thường là nó có tân mạch. Thì bệnh nhân này cho chụp lên thì thấy thế nào? Đây bệnh nhân này được chụp cả mạch huỳnh quang và OCTA. Chụp OCTA thì thấy là nó có hình mạch máu bất thường tương ứng với cái vùng nó tăng huỳnh quang. Đấy. Đấy, như này rất rõ của tân mạch hóc mạc. Trong bệnh cận thị, bệnh này có tiền sử là cận thị. Và tự nhiên thấy nhìn mờ, méo hình. Và cho chụp mạch hình quang thì thấy tăng hình quang, OCTA nó có hình mạch bất thường. OCTA đánh giá cũng đánh giá tân mạch trong viêm hóc mạc chấm. PICC, punctate inner choroidopathy. Thì đây bệnh nhân này mới gặp này. Soi thì thấy là nó có một cái đám trắng trắng ở đây. Chấm trắng xung quanh nó có dịch, có quầng phù và nó có một vài cái chấm xuất huyết. Một vài chấm xuất huyết thì cho chụp mạch huỳnh quang thì thấy là nó có tăng huỳnh quang ở cái tương ứng với cái vùng tổn thương ở đây, và nó có những cái vùng nó giảm huỳnh quang xung quanh, thì những cái vùng giảm huỳnh quang này tương ứng với những cái chấm xuất huyết này. Đấy, nó có xuất huyết ở dưới, nó có xuất huyết ở dưới. Thì bệnh nhân này cũng được chụp cả OCTA thì mọi người thấy là phóng đại cái vùng tổn thương này, thì thấy là nó tăng huỳnh quang, đây là chụp mạch huỳnh quang FA này. Còn cái này là OCT mà nó tách lớp, thì bề mặt này, OCT unface, thì thấy là xung quanh này nó có cái quầng phù nó giảm, nó tối màu hơn, thì và nó trên OCTA là thấy cái hình mạch máu bất thường ở cái vùng tương ứng với cái vùng tăng huỳnh quang trên trung mạch này. Đấy, mọi người thấy hình mạch nó rõ này, thì chứng tỏ là nó có tân mạch, nó có tân mạch. Thì cái này nó hay xảy ra ở bệnh nhân cận thị. Đấy. Cận thị thì thông thường cận thị nó cũng có thể gây ra, bản thân tân mạch cận thị nó cũng có thể gây ra, bản thân cái mạch cận thị nó cũng có thể sinh ra tân mạch, hoặc là nó có thể nó viêm hắc mạc nữa, nó cũng hay xảy ra bệnh cận thị. Đấy, bệnh nhân này nó có phù. Tiếp theo là trong giãn mô mạch hoàng điểm, Martell, macular telangiectasia. Bệnh nhân này đến khám là thấy mắt trái nhìn mờ, và soi đáy mắt thì nếu mà soi kỹ thì thấy cái võng mạc ở vùng này nó xám xám, nó mất cái độ trong như những cái vùng khác. Những vùng khác này nó trong hơn nhưng mà nó đục đục, nó màu xám xám như này. Đây phóng đại lên, chụp phóng đại mọi người thấy đây, trông nó hình ảnh như này thôi. Bệnh nhân này thì những cái này chắc chắn là một là phải chụp, để có OCTA thì mình phải chụp OCTA để xem tổn thương nó như nào, nó có cái gì bất thường, hoặc là nó có phù, có dịch hay không, tại sao nó mất độ trong của võng mạc, hoặc là cho chụp mạch huỳnh quang. Thì bệnh nhân này được chụp lên ấy, OCT cắt lớp thì mọi người thấy ở trên bề mặt thì trông nó như này thôi, nhưng mà chụp ở dưới ấy, ở chỗ này nó có tổn thương photoreceptor, cái ranh giới
này nó mất liên tục đấy, nó tổn thương photoreceptor. À, đây chụp mạch hình quang. Chụp mạch hình quang thì mọi người lưu ý phải lấy thì thật sớm, lấy thì sớm nhất là thì mau mạch ấy. Tức là nó vừa hết thuốc, nó vừa qua động mạch, nó đến mau mạch và đến cái đầu thì tĩnh mạch ấy, thì thấy là những cái mạch máu này nó giãn, những cái mạch máu ở vùng hoàng điểm ấy, ở phía thái dương dưới đây mắt trái, mắt trái thì chỗ này ở vùng này, vùng thái dương dưới là những cái mao mạch nó giãn, nó giãn. Thì bệnh nhân này được chụp OCTA thì mọi người thấy là những cái mạch mao mạch ở vùng điểm phía thái dương dưới nó giãn nhiều, nó giãn nhiều. Đây là hình màu, hình màu nó giãn cả màng mạch nông và màng mạch sâu đấy, cái mạch đỏ nó cũng giãn, mạch sâu mạch xanh nó cũng giãn. Và đây cái chỗ này là phân tích màng mạch sâu này, màng mạch sâu là nó giãn đây đấy, ở cái vùng thái dương dưới trên chụp mạch hình quang thì nó trông nó như này đấy. Thế này là giãn màng mạch hoàng điểm type 2. Đây một bệnh nhân khác, bệnh nhân 72 tuổi cũng mắt phải nhìn mờ. Thì mọi người thấy soi ở đây thấy cái võng mạc nó cũng đục đục ở vùng đây, và nếu mà soi kỹ phóng lên ấy, nhìn kỹ hơn ấy, thì thấy nó có một vài cái chấm xuất huyết này đấy, một vài cái chấm xuất huyết. Thì bệnh nhân này thủy thể nó hơi đục nên là nhìn nó cũng mờ mờ và có những cái xuất tiết này. Khi mọi người thấy ở vùng hoàng điểm này nó có xuất huyết xuất tiết ấy, thì những cái này là có bằng chứng của phá vỡ hàng rào máu võng mạc trong. Thì thông thường nhất là hay gặp ấy là có mạch máu bất thường tân mạch hoặc là giãn mạch hoặc là phình mạch, hoặc là bệnh nhân đái tháo đường, nếu mà bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường. Thì như thế này thì phải cho chụp OCTA hoặc là cho chụp mạch hình quang. Đấy, bệnh nhân này tôi cho chụp mạch hình quang này thì thấy là ở cái thì tương đối sớm ấy, thấy những cái mạch máu nó giãn này, những cái mạch máu nó giãn, nó phình và OCTA lên màng mạch nông. Đấy, màng mạch nông mọi người thấy là cái mao mạch này nó giãn. Còn đây màng mạch sâu nó cũng giãn cả màng mạch sâu ở tương ứng với cái vùng cái mắt phải, nó cũng vùng thái dương trên hay gặp ở vùng thái dương nhất, thái dương dưới là hay gặp nhất. Đấy, thì OCD cắt lớp nên mọi người thấy là nó có phù võng mạc. Nó có phù võng mạc nhưng mà cái tổn thương này nó chưa phá vỡ cái tế bào cảm quang. Đấy, thấy màng ngăn ngoài nó vẫn rõ này, và ranh giới giữa phần trong phần ngoài tế bào cảm quang nó vẫn rõ, thì do đó là bệnh nhân này thị lực vẫn tốt và cái này chẩn đoán là giãn mao mạch hoàng điểm type 1. OCTA trong bệnh hắc vô mạc trung tâm thanh dịch, trong hắc vô mạc trung tâm thanh dịch nếu mà chụp OCTA thì chủ yếu là thấy những cái vùng nó tối màu, nó tương ứng với cái vùng bong thanh dịch đấy, chứ nó không phát hiện lối dò, hoặc là những cái vẹt tối màu đây, thấy những cái vẹt này nó tối hơn đấy, nó tối màu này, những vẹt nó tối màu đây là cái lớp mao mạch hắc mạc đấy, thấy những cái đám nó tối màu hơn mà. Và chỉ những cái trường hợp mà nó có tân mạch, đây ví dụ bệnh nhân này là hắc vô mạc trung tâm thanh dịch mãn tính này, chụp lên thì thấy có hình mạch máu bất thường này, nó có tân mạch hắc mạc trong bệnh hắc vô mạc trung tâm thanh dịch mãn tính. OCTA trong bệnh polyp mạch hắc mạc, thì trong cái polyp ấy, cái OCTA nó vai trò của nó không không quan trọng bằng cái OCD cắt lớp. Đấy, đây mọi người thấy cái bệnh nhân này là nó có hai cái ổ polyp này, đây một cái ổ nhỏ một cái ổ to, thì chụp cắt lớp qua hai cái ổ này là mọi người thấy đây là cái ổ nhỏ này. Đấy, những cái này rất là điển hình của polyp mạch hắc mạc đấy. Nếu mà nhìn thấy cái OCD cắt lớp như thế này thì chẩn đoán đến 90% là polyp mạch hắc mạc. Tại vì sao? Thứ nhất là nó có cái tổn thương đội biểu mô sắc tố này, nhọn này, đỉnh nhọn này, cạnh dốc này, đấy cái này cạnh dốc từ 70-90 độ. Cái thứ hai là nó có dấu hiệu hai lớp này, có dịch ở dưới võng mạc này, và nó có cái tổn thương hình nhẫn này. Đấy, hình nhẫn hôm trước ở bài OCT tôi cũng phân tích này rồi. Thì và nó có dày hắc mạc, nó dày, thấy cái lớp ngoài cùng lớp Haller này,
cái mạch máu nó giãn, nó dày, nó to. Thì như này phải đến 95% là ECV. Bệnh nhân này chụp OCTA này, mọi người thấy là ở cái ổ PCV ổ to ấy, khi chụp OCTA lên thì nó chỉ thấy cái hình nó tối màu thôi, nó không thấy cái hình ổ polyp hoặc là không thấy cái mạch máu. Đấy, không có hình máu. Và bệnh nhân này cũng được chụp cả ICG vì nó có hai cái ổ đóng thuốc này, một cái ổ này với một cái ổ bé này. Đấy. Nhưng mà so sánh trên hình ảnh OCTA ấy, thì nó chỉ thấy là cái đám nó tương ứng với cái chỗ vùng bong này là nó sẫm, nó tối màu hơn chứ không thấy ổ ổ polyp trên OCTA. Đấy. Do đó là OCTA đối với polyp nó ít có ý nghĩa. Thông thường nó chỉ cũng một số trường hợp nó phát hiện được cái ổ polyp trong trường hợp mà nó có dòng chảy ở trong đấy, trong cái ổ polyp, hoặc là nó có cái mạng mảnh nhánh ấy. Và cái mạng mảnh nhánh nó giống như kiểu tân mạch hắc mạc ấy. Đấy, cái mạng mảnh nhánh đấy nó có dòng chảy ở trong cái mạng mảnh nhánh đấy thì nó mới thấy được. Còn ngoài ra là nó không không thấy được ở polyp nếu mà không có dòng chảy. Tiếp theo là OCTA trong đánh giá đầu thị kinh trong bệnh glaucoma. Thì trong cái bệnh glaucoma nó có giảm mật độ mạch máu ở bề mặt đĩa thị ở tất cả các vùng và các mạch máu nhỏ cục bộ. Trên cái hình ảnh đây, cái hình bên trái này là ở cái bệnh nhân glaucoma góc mở có lõm gai giai đoạn trầm trọng, lõm gai rất là rộng, rộng 0,9 này. Còn cái hình ảnh bên phải là ở cái mắt bình thường. Thì về cảm quan đấy, quan sát cảm quan mọi người thấy là ở cái mắt bình thường này thấy cái mật độ những cái mạch máu nó rất là dày, nhưng ở cái bên trái này thấy nó thưa hơn. Đấy, nó thưa hơn. Đấy, những cái mạch máu ở trên bề mặt này nó thưa. Đấy, còn đây là cái nghiên cứu mới này, người ta so sánh mật độ mạch máu ở mắt bình thường với mắt glaucoma. Cái cột này là nấm trứng ở mắt bình thường, còn cái này là mắt glaucoma. Người ta so sánh ở các vùng đấy, ở đầu thị kinh, ở phía dưới, phía trên, phía mũi, phía thái dương đấy. Và từng phần thì thấy là đây là 55 mắt này, đây 31 mắt này. Thì thấy là so sánh, mọi người thấy là đây là cái mật độ mạch máu chỗ này 0,2, nhưng mà ở trong cái những cái mắt glaucoma ấy, nó chỉ bằng một nửa thôi, 0,1, 0,09, tức là nó giảm, có ý nghĩa thống kê P nhỏ 0,01, thì chứng tỏ là nó có giảm cái mật độ mạch máu ở đầu thị kinh trong bệnh glaucoma. Giảm mật độ mạch máu thì nó kèm theo giảm mật độ tưới máu. Đấy. Đây là cái bệnh nhân cụ thể đấy. Bệnh nhân này đến là tôi khám mắt phải có glaucoma có mở này, nhãn áp cao này, mắt trái phải thì lõm đĩa rộng này. Đây là cái OCT đầu thị kinh này, lớp sợi kinh nó mỏng có 60 micromet đỏ, mắt trái thì còn trong giới hạn bình thường, có cái mỏng theo cái quy luật Eason đây, ISNT đây, lõm đĩa rộng. Thì đây là cái hình ảnh chụp OCTA mắt phải, mắt trái thì mọi người so sánh nhìn ở mắt trái này thấy cái mật độ mạch máu nó dày hơn. Cái thứ hai là cái tỷ lệ tưới máu đây này, tỷ lệ tưới máu là đây xem ở cái mắt bình thường này trước, thì thông thường ấy nó tầm khoảng 40% trở lên, cái 40% trở lên những cái chủ số P này, số P này ở mắt bình thường ấy. Cái này nó mới nên nó chưa có cái cơ sở dữ liệu bình thường ở trong máy. Cái này nó mới, cái máy này thì nó cũng được khoảng 5 năm rồi, nhưng mà cái phần mềm để phân tích cái mật độ mạch máu, mật độ tưới máu ở đầu thị kinh ấy, thì nó mới chỉ có khoảng 1-2 năm nay thôi, nó mới cập nhật phần mềm thì có này, và trước đây chưa có những cái chỉ số này. Thì cứ lấy cái chế độ cắt 3 nhân 3 để chụp cái đầu thị kinh để xem là những mạch máu nó thưa hay nó dày thôi. Nhưng mà bây giờ nó có riêng cái phần mềm để chụp này thì nó đánh giá được những chỉ số này.
Mọi người thấy là nói tóm lại là người bình thường ấy thì tôi chụp đa số là nó tầm trên 40%, trên 40%. Còn ở cái mắt bên này là mắt glaucoma này, thấy cái này có 29,6% này, phía trên này. Nói chung tất cả các vùng nó đều giảm, nhưng mà ở phía dưới là giảm nhiều nhất là 27,4% này. À, phía trên là 29,6, và cái chỉ số F đấy, chỉ số tưới máu là 0 chấm, bên bình thường 0,39, còn bên mắt glaucoma là 0,31. Đấy là trên một cái bệnh nhân cụ thể mà so sánh giữa mắt bình thường và mắt glaucoma. Cái nữa là trong cái bệnh thiếu máu đầu thị kinh không do viêm Nyhan thì thấy là nó cũng giảm mật độ mạch máu và mỏng lớp sợi thần kinh tương ứng với cái vùng mà nó bị thiếu máu ấy. Thì đây là cái mắt bị viêm này, bị thiếu máu đầu thị kinh này, và chụp OCTA mọi người thấy là nó giảm cái mật độ mạch máu này, thấy nó thưa, nó thưa. Và đây là chụp OCT đánh giá lớp sợi thì thấy là tương ứng này là cái phía trên này giảm, và đo thị trường thì thông thường là mất một nửa thị trường mà hay mất ở nửa phía dưới, tương ứng là mất cái bó sợi phía trên. Và nếu glaucoma thì nó hay bị ở phía trên, nó hay có ám điểm hình cung ở nửa bên trên nhiều hơn, tại vì nó mất ở bó phía dưới trước. Nhưng là trong cái Nyhan này, trong cái thiếu máu đầu thị kinh này thì nó hay tổn thương ở phía dưới, thị trường ở phía dưới, tức là nó bị ở cái bó bên trên trước. Đây là cái bệnh nhân cũng tôi mới khám, thì bệnh nhân này thấy là 50 tuổi, tiền sử tăng huyết áp. Khi đến khám thì cái mắt phải thì được rất kém, có 1 phần 10 thôi, cũng mới bị khoảng 2 tuần. Đấy, khoảng 2 tuần thì mắt nó kém. Bệnh nhân đi khám thì soi thì thấy như này, mắt trái thì soi thấy bình thường, thì được bình thường. Đấy, mắt phải thì gai xỉ nó phù, nó xóa bờ và nó nhạt màu, nó màu trắng trắng, và nó có những cái xuất huyết này, có những cái xuất huyết cạnh gai đây. Đấy. Nhưng bệnh nhân này cho chụp cổng từ sọ não thì thấy bình thường. Bình thường thì cho chụp OCTA đây. OCTA đây mắt phải, đây mắt trái, thì mắt trái là những cái chỉ số tương đối bình thường này, những cái mật độ tưới máu là nó trên 40% AP này. Thế so mắt trái này, mắt trái thì nó giảm hẳn xuống, nhất là cái vùng phía trên này, mọi người thấy đây là 28% này. Đấy, 28% ở cái vùng này, 34 này, ở cái vùng này thì còn được bình thường này. Đấy, nó giảm mật độ tưới máu ở những cái vùng này. Đấy. Thì trước đây nếu mà chưa có cái OCTA thì để chẩn đoán xác định cái thiếu máu đầu thị kinh thì thường phải chụp mạch huỳnh quang và lấy thì thật sớm, tức là lấy cái thì hắc mạc ấy. Tại vì cái cầm máu cho đầu thị kinh là từ cái động mạch mi sau, nó cầm máu cho đầu thị kinh và hắc mạc cùng thì với hắc mạc. Đấy. Thì thấy là những cái vùng nếu chụp mạch huỳnh quang là những cái vùng này nó tối trong ở cái thì hắc mạc, nó giảm huỳnh quang. Còn chụp OCTA này thì cũng có thể chẩn đoán được điểm tiên lượng, nếu mà thiếu máu đầu thị kinh thì tiên lượng kém mà nó hay nó tiến triển, kể cả điều trị hay không điều trị thì nó thường nó tiến triển đến là teo gai thị và thị lực kém. Đấy, thiếu máu đầu thị kinh. Tiếp theo bệnh võng mạc đái tháo đường, có thể phát hiện các biến đổi vi mạch võng mạc từ giai đoạn chưa có triệu chứng lâm sàng. Tức là bệnh nhân bị đái tháo đường ấy thì nó cũng có biến đổi ở cái hẹ mạch ở võng mạc, mặc dù chưa có bệnh võng mạc đái tháo đường. Cái vùng những cái tổn thương thường gặp là cái vùng vô mạch hoàng điểm nó rộng hơn ở mắt bình thường. Đấy, bệnh nhân đái tháo đường hoặc là có bệnh võng mạc đái tháo đường thì cái vùng vô mạch hoàng điểm nó sẽ rộng hơn. Phát hiện bất thường mạch máu theo các lớp. Đấy, phát hiện được phình mạch, phát hiện được các cái vùng thiếu máu. Đây ví dụ một số cái hình ảnh so sánh. Đây là cái bệnh nhân bình thường, đây bệnh nhân đái tháo đường nhưng chưa có biến chứng ở mắt,
là bệnh nhân này võng mạc này tháo đường, thì so sánh mọi người thấy bình thường cái mật độ nó dày hơn, nhưng mà đây thấy những cái mạch máu nó thưa hơn, và trong nếu mà có bệnh võng mạc này tháo đường thì nó lại thưa hơn nữa, nó thiếu máu đấy, cái vùng thiếu máu đấy. À, đây là cái nghiên cứu so sánh vùng mô mạch hoàn điểm và mật độ mạch. Thì đây là nhóm chứng, tức là mắt bình thường ở nhóm người bình thường. Đây là có đái tháo đường nhưng chưa có biến chứng ở đáy mắt. Chỗ này là võng mạc đái tháo đường không tăng sinh. Cái số 4 này là võng mạc đái tháo đường tăng sinh. Để người ta so sánh những cái vùng, đây là ví dụ vùng mô mạch ở người bình thường thì tầm 0,29 mm vuông, 0,29 mm vuông, nhưng mà ở cái võng mạc đái tháo đường không tăng sinh là 0,4, đấy nó tăng lên, cái vùng kích thước vùng mạch trung bình ở cái nhóm này nó tăng lên, võng mạc đái tháo đường tăng sinh là nó tăng lên, đấy, nó tăng lên. Đấy, cái nữa là cái mật độ mạch máu ở các cái vùng này nó giảm, bình thường là 5 năm, nhưng mà ở những cái này nếu mà giai đoạn nó càng nặng ấy, thì nó càng giảm. Ví dụ đây có 42 thôi, 42%, đây là 5 năm, đấy, 42. Và tất cả những cái vùng này nó đều giảm hết. Đấy. Tất cả những cái vùng này đều 40, cái này 57, đấy, corridor. Cái tóm lại là cái mật độ mạch máu và mật độ tưới máu trong bệnh võng mạc đái tháo đường nó giảm hơn so với người bình thường. Đây cụ thể đánh giá được phình mạch, vùng thiếu máu, vô mạch hoàn điểm. Ở đây trên cái bệnh nhân này tôi chụp thấy là cái vùng vô mạch này nó rộng hơn này, và phía bên ngoài nó thiếu máu. Đấy, những cái vùng này là thiếu máu này, nó tối hơn. Và đây là những cái phình mạch, những cái phình mạch ở vùng hoàng điểm, đây là những cái phình mạch trong bệnh võng mạc này tháo đường đấy. Đây một bệnh nhân khác. Cũng bệnh võng mạc đái tháo đường chụp chế độ ghép ảnh thì thấy là những cái vùng này bị thiếu máu này, mắt phải này, mắt, này. Cái vùng này bị thiếu máu, đây những cái chấm sáng sáng này là những cái phình mạch, đây những cái phình mạch thiếu máu, đây mắt phải, mắt trái này, mắt trái cũng nặng, bệnh nhân cũng thiếu máu rất là rộng, đây những cái vùng này thiếu máu, không thấy cái mao mạch, đây, những cái vùng nó tối, những vùng nó tối. Đấy, bệnh nhân này bị cả hai mắt và cái vùng vô mạch hoàn điểm nó rộng hơn bình thường. Đấy. Mọi người thấy nó rộng. Đây bệnh nhân khác mà võng mạc đái tháo đường tăng sinh, tân mạch đĩa thị, tân mạch võng mạc ở các nơi rồi xuất huyết dưới màng hyaloid, rồi xuất huyết dịch kính, nói chung tổn thương nó đầy đủ hết. Đây những cái vùng này là những cái vùng tân mạch. Đấy mắt phải. Thì bệnh nhân này được cho chụp OCTA thì đấy mọi người so sánh, nếu mà chụp mạch huỳnh quang hoặc chụp màu các vùng xong mình ghép lại thì nó được cái ảnh to này, nhưng mà cái OCTA nó ghép to nhất là nó được cái vùng như này, đấy. Nó được cái vùng ở võng mạc trung tâm này, chu biên này không đánh giá được. Đấy, cái này là chế độ 6x6 Montis và ghép 6 ảnh lại với nhau đấy. Mỗi ảnh là mỗi chiều là 6 mm trên 6 mm thì nó được cái vùng rộng nhất là đánh giá được là như này. Chụp cái này cũng rất là mất công. Cũng phải chụp đi chụp lại thì 6 cái miếng này nó phải đủ tiêu chuẩn thì nó mới ghép được. Có nhiều bệnh nhân có khi chụp được một hai miếng sau đó là bệnh nhân mắt người ta kích thích, người ta cứ chớp hoặc là chảy nước mắt, là những cái miếng khác là nó không đủ tín hiệu thì lại phải chụp đi chụp lại. Đấy, thì để mọi người hình dung xem OCT đánh giá là cái vùng nào. Đấy, như cái vùng này thiếu máu này. Cái mắt trái của bệnh nhân đây cũng thế, cũng chụp đánh giá thì thấy ở vùng trung tâm nó như này. Đấy. Còn những cái vùng chu biên này thì những cái chỗ này tân mạch nó thiếu máu nhưng mà OCT nó không ra được cái vùng xa này. Đây cái ảnh của cái bệnh nhân đấy, so sánh giữa chụp mạch bệnh nhân này tôi nó tăng sinh, nên tôi cho chụp cả mạch huỳnh quang để đánh giá rộng trung biên, thì ở những cái chỗ mà có tân mạch thì nó dò thuốc ở xung quanh cho ai tân mạch
Nói chung thiếu máu toàn bộ thì bệnh nhân này có trình laser quang đông toàn ống mạc, tại vì có tân mạch địa thị, ống mạc đái tháo đường tăng sinh đấy. Với còn OCTA thì nó được cái vùng trung tâm đấy, để mọi người hình dung so sánh giữa OCTA và trùng mạch huỳnh quang thì thấy là trùng mạch thì thấy được cái rò rỉ của thuốc ở những vùng tân mạch, còn trùng OCT thì thấy được cái hình mạch không thấy rò. Đấy, cái bệnh nhân đấy cũng được cho chụp OCT ở đĩa thị thì thấy rất nhiều tân mạch ở đĩa thị, nhìn trên bề mặt đĩa thị bình thường nó không có những cái mạch nhỏ nhỏ này. Đấy, ở đây như thế này, đây tân mạch ở đĩa thị và những cái vùng này thiếu máu này, nó giảm cái mật độ mạch, mật độ tưới máu. Đấy là trong bệnh võng mạc đái hương tăng sinh. Tân mạch võng mạc khác, đây ví dụ một cái trường hợp này là bệnh nhân bị viêm tắc mạch máu võng mạc, có tân mạch võng mạc nó tắc cái nhánh thái dương dưới, tắc cái nhánh thái dương dưới thì đây nó có cái tân mạch hình quạt này, siphen này, có xuất tiết sao hoàng điểm này, cái nhánh mạch này nó viêm nó tắc thì trùng mạch huỳnh quang đây, trùng mạch huỳnh quang thì thấy là cái vùng này nó giảm hình quang, nó do nó xuất huyết, nó che lấp và nó thiếu máu. Thiếu máu, cái này là tân mạch hình quạt này, nó rõ. Mọi người thấy là những cái ở cái thì muộn này, đấy thì muộn là những cái mạch máu nó viêm, nó dò thuốc ra xung quanh ở cái thì muộn, cái thành mạch nó dày, nó tăng hình quang và nó biến dạng đấy, chứng tỏ là có viêm thành mạch. Còn bệnh nhân này có chụp OCTA thì nó chỉ phát hiện được cái vùng này nó thiếu máu thôi, không thấy được cái rò rỉ ở mạch máu, không ở chu vi, nhất là mạch máu chu vi nó không quan sát được. Đấy. Có tân mạch võng mạc. Đây cái mắt cái này là một cái vừa xem rồi. Thì ở cái vùng mà tương ứng với cái chỗ mà tân mạch hình quạt san hô này, để tôi có chụp nó kỹ hơn này. Thì mọi người thấy là thấy cái gốc này nó tân mạch nó tỏa ra hình quạt, hình quạt đấy. Và nó có dịch ở xung quanh, nó có những cái quầng nó tối màu này, nó có dịch và nó có xuất huyết ở xung quanh và nó thiếu máu ở cái vùng mạch máu bị tắc. Đây là so sánh bệnh nhân này được điều trị có laser quang đông này và có tiêm anti-VEGF. Thì sau một thời gian là cái mạch máu thoái triển đi, thì đây là đây là trước khi điều trị này. Mọi người thấy là tháng 5 này, còn cái này là tháng 7 này, sau 2 tháng này. Sau 2 tháng thì thấy cái vùng mạch máu này nó thoái triển đi, sau khi tiêm nó thoái triển đi. Mọi người thấy cái gốc đây nhưng mà chỗ này không thấy hình mạch nữa, đấy. Nó không thấy hình mạch nữa, mặc dù soi lâm sàng ấy, thì thấy những cái mạch này nó sơ, nó không, nó thành những cái sợi trắng trắng, tại vì nó không có dòng chảy trong do tiêm anti-VEGF nó thoái triển đi. Nhưng mà nó do nó không có dòng chảy nên là chụp OCTA nó sẽ không nhìn thấy hình mạch. Đấy. Để so sánh cùng vị trí thấy là đến đây là tắc, nó từ cái gốc này, cái chụp này nó tắc, chứng tỏ tiêm là nó thoái triển được. Và đây so sánh giữa lần thứ nhất và sau 2 tháng thì thấy những cái mật độ mạch máu ở trong cái khu vực này nó giảm đi, chứng tỏ cái mạch nó tắc, nó thoái triển. CNV cái bệnh nhân lúc nãy này. Đây là theo dõi sau tiêm, đây một cái bệnh nhân khác. Đây bệnh nhân CNV này. Bệnh nhân CNV cũng tân mạch hóc mạc trong CNV thì theo dõi sau khi tiêm, đây là mùng 9 tháng 8 này, thấy khi mà mới khám bắt đầu là thấy hình mạch nó nhiều, đến tháng 11 này, sau khi tiêm 2-3 mũi thì thấy nó thoái triển, nó thoái triển mùng 8 tháng 12 này, mùng 8 tháng 1 đây, là sau đấy theo dõi lại để xem nếu mà cái mạch máu này nó phát triển trở lại thì lại phải tiêm nữa. Đấy, trên đây là cái bài OCTA, OCT mạch thì mọi người có hỏi gì không?
Có ai hỏi gì không? À, mọi người nếu mà ngài nói thì có thể đánh vào phần chat được. Nguyễn Văn Mạnh hỏi OCTA đầu thiện kinh lưu lượng bao nhiêu là thiếu máu đầu thiện kinh, thì thông thường là nó chưa, hiện tại thì nó chưa có nghiên cứu nó công bố cái chỉ số bình thường, nhưng mà trên bệnh nhân thì tôi cứ so sánh giữa mắt phải mắt trái, nếu mà một mắt bình thường mắt không, nhưng thông thường là dưới 40% là mình coi là thiếu máu được. Đấy, các bệnh nhân ấy, thông thường là dưới 40% là nó có thiếu máu, còn nếu mà dưới 30% ấy, thì là nó thiếu máu rõ rồi. Trên lâm sàng thế, còn nó chưa có cái chỉ số công bố người bình thường, xem là phải nghiên cứu nhiều bệnh nhân ấy, thì lúc mình lấy trung bình ấy, thì là nó sẽ thuyết phục hơn. Còn trên lâm sàng thì những cái ca đấy tôi chưa tổng kết lại bao nhiêu, nhưng mà thông thường là dưới 40% là thấy là mình có thể xác định đấy thiếu máu. Viêm tắc mạch, viêm tắc mạch võng mạc cạnh thì có laser quang đông và tiêm anti-vi chép, thì cái này là chủ yếu là bệnh nhân viêm tắc mạch ấy, khi mà nó có tắc mạch mà mình chụp mạch huyền quang hoặc chụp OCTA thấy nó thiếu máu rộng ấy, và nó có tân mạch ấy, thì mình tiêm để cho điều trị cái tân mạch thôi, tiêm để điều trị tân mạch và nó giảm phù, giảm xuất tiết, còn cái phải điều trị nguyên nhân của nó nữa. Điều trị nguyên nhân thì nó cũng như là viêm màng bồ đào ấy, mọi người phải làm xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Thông thường là dựa vào lâm sàng mình xem là hướng tới là cái gì để mình tìm, ưu tiên tìm nguyên nhân. Và đa số là nếu mà nó viêm do nhiễm trùng ấy, thì mình phải kết hợp với kháng sinh theo nguyên nhân, còn nếu viêm không do nhiễm trùng ấy, thì cái chính vẫn là dùng corticoid thôi, corticoid. Còn nếu mà kéo nặng mà tiến triển lâu dài thì có thể kết hợp với ức chế miễn dịch. Đấy. Nó điều trị là cái đấy, nó coi như viêm màng bồ đào, viêm thành mạch, và nó biến chứng là tắc, thì mình điều trị cái biến chứng của nó để nó, tại vì nó do thiếu máu nên nó hình thành tân mạch đó, mình phải điều trị, không thì cái tân mạch đấy nó vỡ ra là cái xuất huyết là bệnh nhân. Mà cái thứ hai là cái võng mạc nó thiếu máu lâu ấy, thì là nó sẽ sinh ra cái VGF nhiều và nó càng kích thích tăng sinh tân mạch cho nó. Mình tiêm để cho thoái chuyển nhanh những cái mạch máu thôi, còn về lâu về dài thì là laser kết hợp với điều trị nguyên nhân, và đa số là phải corticoid thôi với ức chế miễn dịch nếu cần. OCTA vùng vô mạch đánh giá như nào là rộng, thì mọi người thấy ở đây cái nghiên cứu này thông thường nó tầm khoảng 2 mm vuông. Ở đây có cái nghiên cứu này để tôi chỉ cho cái trên cái bệnh nhân đái tháo đường này đấy. Thông thường đây là cái vùng vô mạch, những cái diện tích vùng vô mạch này, ở cái nhóm bình thường này, cái nhóm chứng này,
là nó khoảng 0,29 mm vuông. Còn nó rộng ra hơn là đây, ví dụ đây là 0,4 này. Ở cái nhóm này thì cái nhóm mà bệnh nhân đái tháo đường chưa có biến chứng ấy, thì là nó cũng 0,29. Ở trong cái số nghiên cứu này người ta thấy nó tương đương, nhưng mà ở trong cái mắt mà có bệnh võng mạc đái tháo đường nó tăng đến 0,4 này, và người ta so sánh này có ý nghĩa thống kê P rất là nhỏ. Điều trị Đỗ Anh Tuấn này, điều trị giãn tĩnh mạch vùng hoàng điểm, giãn mao mạch, cái giãn mao mạch hoàng điểm ấy thì điều trị nó cũng khó đấy. Thì người ta nói đến một số cái, thứ nhất là võng mạc thông thường là những cái trường hợp mà nó không có triệu chứng ấy, nó giãn mà không có triệu chứng thì người ta không điều trị. Chỉ lúc nào mà có triệu chứng, tức là nó gây xuất huyết này, gây xuất tiết, nó gây phù võng mạc, gây giảm thị lực thì người ta điều trị. Điều trị thì nó có mấy phương pháp, người ta có thể nói đến là laser, nhưng mà laser nó có cái hạn chế là những cái mà nó ở ngay sát vùng vô mạch ấy, thì laser nó sẽ gây tổn thương ở hoàng điểm, nó gây giãn điểm, nó gây ảnh hưởng thị lực. Do đó là laser thì thường là chỉ những cái vùng mà nó giãn, nó xa trung tâm ấy, thì người ta mới làm laser. Còn nếu mà gần trung tâm thế thì nó chỉ có cách nữa là tiêm anti-VEGF thôi. Nhưng tiêm anti-VEGF nó chỉ giảm được cái cái phù võng mạc thôi. Đấy, nó làm giảm cái rò rỉ dịch qua những cái vùng mạch máu nó giãn, nó không giải quyết được nguyên nhân. Nó đó là có một số bệnh nhân lúc đầu tiêm thì đáp ứng nó giảm phù một chút, nhưng mà một thời gian nó lại phát triển trở lại. Đấy, chủ yếu là nó chỉ có laser với lại tiêm anti-VEGF thôi. Còn đa số là tiêm nó lúc giai đoạn đầu thì đáp ứng, nhưng mà một thời gian nó lại bị phù trở lại, tại vì nó không giải quyết được nguyên nhân. Còn ai hỏi gì nữa không? Rồi nếu mọi người không hỏi gì thì bài hôm nay dừng ở đây. Xin chào tất cả mọi người. Thì nhớ nghe chiều mai thầy Văn thầy giảng nhé. Chắc là 2 giờ để tôi sẽ nhắn lại cái thông tin. Em cảm ơn thầy ạ. Em chào thầy. Em chào thầy ạ. Em chào thầy. Chào mọi người. Chào thầy ạ, cảm ơn thầy ạ. Chào mọi người. Hương phải không?